Hai, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay chị tiếp tục đi câu kênh mọi người. Thì chị đang câu ở đây là kênh của trạm liên ngành của Vĩnh Sương nha. Đường này là chạy giờ Phú Lộc mọi người. Đây mình quay đường cho mọi người xem. Đây mọi người. Đây là đường chạy lên Phú Lộc nha. Còn đây là chạy ra ngoài đầu đường lên Vĩnh Sương mọi người. Chị mới ra đây là chị câu được 2 cần mọi người. 2 cần mà mình chạy câu phao nha. Không phải không nè, đầu bên kia 1 cái nên là 2 cái nha, câu 2 cần vô kinh thì nó câu cá thì nó không biết sao. Bây giờ mình ra trước 2 cần nha, cá nó cũng ụt lắm luôn rồi. Chạy vô tới đây thấy có ụt quá, mình ngồi đây mình câu luôn. Thì có cá ăn được kiểu rồi, có cá ghẻ đó. Rồi bây giờ mình để máy quay nha, để quay rồi quay lại cho mọi người xem nha. Gì dữ vậy? Con cá chạy đụng cây, vinh cây dữ vậy? Hải cá chạy đụng không? Dữ vậy? Lâu mới được mở mồi. Cái ăn nó chừng mọi người.
đi nè. Con đi nè. Nó bự nha. Còn lạnh con lạnh con ơi. Dột luôn mọi người. Rồi, không mồi câu tiếp nha. Cái nhỏ đây mọi người, cá này mình thả đi. Thả nha mọi người. Cục thấy mồi nha mọi người. Tiếp tục canh thôi, nào có cái ăn mình sẽ quay lại nữa nha. Chú Kha ngoài không rồi, ở ngoài có ăn nữa nha. Ngon nha, ngon nha, tháo nha mọi người. Ngon nha mọi người. Cùng ngốc mồi là câu tiếp. Đây là câu tiếp nha mọi người. Tục chờ đợi nha.
cá nha. Một mồi mình câu tiếp nha. Của càng đúng rồi. Thao chồng dịp gì nãy giờ mà nó không gì. Cá ăn nó vô rồi, trời cái gì mà đóng nó vô quá trời ơi. Nó hút mồi tiếp. Nó nhanh quá. Cố gắng chạy xuống mình bị giật nó ra không ăn. Ok mọi người, có con gắn nước cho bá lửa nằm kìa. Rồi của mình cho bá lửa luôn rồi. Đàn cầu mà gặp con gắn thấy ghê không. Rồi bên này tha nó đi nha mọi người. À, 80 lên đó quánh dừa được ha. Xuống đó hả? À. Được. Cái giá này cũng nghỉ ăn rồi mọi người, thôi mình cũng câu về đây, quay lại lên vải cho mọi người xem nha. Đây mọi người, câu hồi chưa giờ thì cũng được hai con nè, con này tầm hơn ký mấy, còn hơn ký nha. Ngon lành mọi người, đây.
Thì thôi Chê xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy kênh của Chê thú vị hấp dẫn thì cho Chê mình xin một like, một share, một lượt đăng ký nha mọi người. Hay, chào mọi người nha, hẹn mọi người vào video kế tiếp nha.